Ngày 11 tháng 12, tổ phòng chống đua xe thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công an quận Bình Thạnh bất ngờ ập vào số 145 đường Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh. Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện hàng trăm xe máy Exciter và Winner 150cc có dấu hiệu độ chế không đúng quy định đang tụ tập offline giao lưu. Do tập trung số lượng lớn nên nhiều xe đậu kín cả vỉa hè. Lực lượng chức năng đã tiến hành làm việc với người liên quan và đưa toàn bộ 102 xe máy này về trụ sở để phân loại, xử lý. Cảnh sát cho biết qua kiểm tra bước đầu xác định có 68 xe vi phạm các lỗi như thay đổi kết cấu, xe không thắng, không giấy tờ, đậu xe trên hè phố. Hiện công an quận Bình Thạnh tiếp tục kiểm tra, xử lý các xe vi phạm. Theo tìm hiểu, buổi offline này được tổ chức bởi một hội nhóm trên Facebook với hơn 17.000 thành viên. Một thành viên tham gia tổ chức buổi offline cho biết mục đích của sự kiện này là để tặng dầu nhớt và dụng cụ vệ sinh xe máy. Việc nhiều người chạy xe độ đến tham gia ngoài sự kiểm soát,